Vlog. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bịt mắt uống nước. Rồi bây giờ Miếu hút thử cho mẹ xem đây là nước gì nào. Nước cam. Đúng rồi. Nào. Rồi Miếu uống thử xem là nước gì. Ê. Nước gì? Nếu mà không biết thì uống thử lại thêm một tí nữa nhé. Rất kỳ, nước dưa chuột. Không phải. Thế bây giờ Mía mở mắt ra để Mía đoán xem là nước gì nào. Nước gì đấy? Quả gì mà con thỏ hay ăn ấy nhỉ? Cà rốt. Đúng rồi, đấy là nước cà rốt. Nước cà rốt. Nước dưa hấu. Nước dưa hấu ngon không con? Nước dưa hấu. Ngon không? Dạ. Nước dưa hấu. Từ từ. Ôi. Không phải. Này, cũng hút lại lần nữa xem nước gì nào. Chắc. Nước gì? Nước táo. Không phải. Nước gì? Đây là quả bơ, sinh tố bơ. Sinh tố bơ. Nó ổi. Không phải. Ổi. Không phải. Nó chuối. Không phải. Đây gì? Dù lẹo. Nước bưởi. Nước bưởi. À đây bây giờ sẽ làm cái rất dễ này. Đây là món quả mình ưa thích nhá. Nước xoài. Đúng rồi, con mở ra xem đúng không? Nói con mở lên. Đây là nước xoài mình nhất thích. Nước cam. Cái này gần giống nước cam thôi, nhưng cái này là quả quýt. Quýt. Đồng họ với cam nhá. Thế nước quýt con uống thử lại xem có khác cái gì nước cam không? Nó ngọt hơn hay là chua hơn nước cam? Chua hơn nước cam. Thế con thích nước cam hơn hay là con thích nước quýt hơn? Quýt. Con thích nước này hơn đúng không? Nước quýt thì có nhiều vitamin gì mình biết không? Vitamin C. Ờ đúng rồi, sao mình biết nước quýt có nhiều vitamin C nhỉ? Màu cam. Đúng rồi, màu cam thì có nhiều vitamin C đúng không? Ê, đúng mình biết nha, nước cà rốt có nhiều vitamin gì? Vitamin A. Đúng rồi. Giỏi thế nhỉ? Bây giờ thử tiếp nhá. Rồi, nhắm mắt lại để thử tiếp nào. Quả đào. Nhìn thấy em quả gì nhỉ? Nào mày tiếp ăn quả gì? Ăn táo. Chúng tôi có thử lại xem có được vị táo không? Cho thử lại đi. Đúng không? Đúng. Rồi mày uống thử đi. Có ổi. Đúng rồi. Rồi mày uống đi. Mẹ ơi, nước gì vậy? Đây là nước dứa, con thử lại xem nào, dứa như nào. Chua. Chua. Tê tê.